Thì con không biết luôn á. Thế mà điện hắn cái tự nhiên ra sáng giờ em điện con hỏi đó. Không, nó đang ở nhà, nó nghỉ 2 ngày nữa rồi mà. Nó nghỉ 2 ngày rồi. Vậy gì má chay thì nghỉ đi đâu cũng đi chứ đâu biết đi đâu mà điện. Ở tháng có điện mà không có điện cho má à, không điện thôi kệ hắn. Ôi trời, cứ xong có gì hai điện cho con, xong có điện cho con không điện thẳng thắn đi đó, thì điện thẳng thắn hỏi mà hắn không báo cho má là thôi chứ kệ hắn. Lô gì hả? Tôm cái gì hả? Sướng sướng nữa.
dừng trong nha. Để mụn cô bé ai có cái thuốc chích mụn nữa hả? Không bé. Dạ có. Mấy bạn nó học cũng hết rồi.